chào các bạn, tôi là Bình. Tôi đến nước Mỹ được 6 tháng nay và tôi bắt đầu cuộc hành trình học tập từ những cái bước khởi đầu. Có thể nói là lúc đầu thì trước khi đến Mỹ tôi dự định là tôi sẽ học về business, học lấy một tấm bằng MBA gì đó về lập nghiệp ở Việt Nam. Nhưng mà các bạn biết đấy, thì sau khi tôi đến New York thì cái thành phố này thực sự đã tạo cho tôi cảm hứng để mà chuyển sang hẳn một cái lĩnh vực mới, đó là làm phim. Thì cũng như các bạn biết thì làm phim thì là nước Mỹ có thể nói là một trong những nước hàng đầu về điện ảnh, cho nên là tôi đã thực sự đam mê, bắt đầu đam mê lĩnh vực này và tôi chuyển hẳn. The reason that I choose digital film economy because first of all I was looking for the good location that I can commute from where I live to the school, a couple blocks from Times Square. You know, all the trainer of the digital film economy, they are all working in this industry like a long time. They can give you very hands-on experience how to use the equipment and quickly to help you to get inside the industry. Tôi nghĩ là đối với các bạn Việt Nam mà khi còn gặp các cái nghi vấn cũng như là cái lăn tăn câu hỏi về cái câu chuyện làm phim cũng như là học làm phim ở Mỹ, và đặc biệt là tại trường Digital Film Economy này, tôi có thể hoàn khuyên các bạn có thể tham khảo qua website cũng như là đặt các câu hỏi trực tiếp qua hệ thống website của trường. Các bạn sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời.